Nguyễn Hiểu, một vị đại diện cho đoàn đầy thắp hương kính tiếng. Xin phút mặc niệm bắt đầu. Ban tổ chức chúng ta và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn mời về uống nước. Ban tổ chức chúng ta trân trọng giới thiệu hai vị trong đoàn lên đặt nền. Có lại chín phương trời, có lại mười phương chư Phật mười phương. Con lại Hoàng Thiên Hậu Thổ, con kính lại Thành Hoàng Bản Thổ Tôn Thần. Con kính lại các chư vị gia thần, thần linh thổ địa, đông phù, tư mệnh, táo phù, thần quân, ngũ phương ngũ thổ tôn thần, tiền chủ hậu chủ tôn thần. Con kính lại quan đôi bên cai quản thần phương thịnh chinh. Con kính thỉnh sang tiên tiền tổ cao tầng tổ khảo cao tầng tổ tỷ cô ri tỷ muội thúc bá đệ huynh lội ngoài. Chúng con có người chồng, người cha, người ông, tên thường gọi trên dương thế Trần Quý Công Quý Tịch, nay mãn duyên Trần trở về quy ẩn với tổ tiên. Mà chiều nay giờ rầu cơm tới bữa rượu tới tuần, lòng thành hiếu đạo, cháu con xin dâng lên cúng tuần cơm thành phục trước linh sàng chiều tăng. Tâm hồn tâm
cha giơ tay cha cầm là vậy mà chiều hôm nay tay con nâng trên đi vì đó lòng tuy còn đâu cha nữa chỉ còn thấy hương chân linh phủ quân chi linh khả nguyên mạnh.